quan đây đây. Dạ thưa cha, tại vì em này em bị thương, em người tàu, nhưng mà em biết lúc 3 tuổi này em bị cân, cho nên là nhà con thì em này hàng xóm, nên thấy hoàn cảnh em khó khăn, nên là mẹ con bây giờ là cứ đi và mẹ con cho tiền xe, cho nên mẹ con kêu mà dẫn em lên. Dạ cha, xin cha cho đặt tay cầu nguyện cho em với lại thêm cộng đoàn cầu nguyện làm thương xót của Chúa cho em được nói được, và với lại cho em xin cái máy ạ. Nghe được không? Nghe được cha, tại vì em không phải khoa bẩm sinh, mà em lúc 3 tuổi em bị sốt, xong bây gia đình hoàn cảnh không có tiền chữa chạy nên em bị cơm. Em tên là gì? Đã, em tên là Bé Sáu ạ. Bé Sáu mấy tuổi? Em hôm nay mấy tuổi? Hai sáu mấy tuổi? Hai sáu tuổi rồi, ta được chưa? Tên gì? Tên sáu, rồi chào có tay nữa lên chị em. Người tàu. Người tàu rồi. Giờ bây giờ con cho tặng cho cái máy nha. Nghe được. Chúa. Rồi, con phải nghe lòng thương xót Chúa nha. Rồi Chúa chữa lành cho con, Chúa mở miệng mở tai con để chúc tụng và khen Chúa nha. Chúa chữa lành cho con, mở miệng con mở tai con để con trở thành chứng nhân lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi, con có chưa? Rồi, con xin cho mẹ con. Rồi, khuyên chị em.